chưa kịp. Tao ra tiêu diệt anh ta. Cố lên. Thu. Anh chào anh. Trong cái lúc anh làm việc anh nấu nào, đừng có bao giờ tới làm phiền á. Người ta nhìn vô rồi người ta đánh giá anh đào xeo. Ngoài những cái lúc mà anh làm việc ra, lúc nào mà anh chả bận. Đi họp lớp này, rồi là đi tập thể thao này, hay là đi gặp mặt gia đình này, đi... Chào chị. Chị đi vô đường một chiều, mau chị xuống xe xuất trình giấy tờ. Tuy có ấy mà cũng phải chọn gái xinh nữa. Đúng là cái đồ háo sắc. Làm phiền anh đúng không? Không phiền. Nhưng mẹ có chuyện gì? Thật ra thì chả có chuyện gì cả. Em chỉ muốn xuất hiện trước mặt anh để anh biết rằng trên đời này vẫn còn có một người như em tồn tại. Yên tâm đi, cái sự tồn tại của em khó lèn cho người ta quên lắm. Thế là anh có ấn tượng với em rồi đúng không? Thế mà sao em nhắn tin cho anh không trả lời? Bởi vì anh nghĩ là anh không cần thiết phải khai báo cho em. Anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh ở với ai? Không, đấy là em quan tâm đến anh thôi. Đó không phải là sự quan tâm, đó là control. Gì? Control. Anh với em chưa có đủ thân thiết tới cái mức độ mà em control anh. Em hiểu không? Sony. Người ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, tên của người ta là Sol cơ mà. Sol. Nói chung là cái gì cũng được. Anh chỉ muốn nói với em là em dành cái sự quan tâm cho người khác đi. Nhưng mà em chỉ muốn quan tâm đến mỗi mình anh thôi. Vậy thì em tự giải quyết đi. Anh đi đây. Anh đứng lại đó. Em nói cho anh biết nhá. Người chỉ rùi cui vào mặt em bắt xe của em là anh. Người phạt tiền của em cũng là anh. Người xấu trai vô đối vô tội vạ, nhưng mà lại khiến cho người ta phải nảy sinh tình cảm cũng là anh. Thế mà bây giờ anh lại bảo em tự giải quyết. Tự giải quyết thế nào được? Mà đúng là chiến binh. Tấn công trực diện. Rồi anh ta bảo sao? Còn bảo sao được. Ông mới nói với tao là: thế thì anh xin lỗi em, bởi vì anh quá xấu trai. Như vậy đã được chưa? Sau đó chạy mất dép luôn. Mày để cho anh ta chạy mà không có lấy dép ném một phát sao? Không chứ. Tao phải hét ầm lên. Anh mà bỏ đi thì em sẽ chết cho anh xem. Rồi hai đứa con sinh đôi của anh ở trong bụng của em cũng sẽ chết luôn cho anh xem. Im cái mồm đi. Hiểu nhầm tao. Mấy đồng chí cứ làm việc của mình đi. Ôi, không ngờ cái cảm giác bị siết cổ giống như tội phạm lại ấm áp như thế này. Biết thế à, em phạm tội từ lâu rồi. Đừng tưởng mình là phụ nữ rồi mình muốn làm gì đâu làm. Đau. Em chào anh có phải anh Đức không ạ? Đúng rồi. Dạ chị Son có nhờ em gửi đồ cho anh này. Quẹt của Son hả? Dạ. Trẻ, anh cho em thêm tiền, em anh ơi, trẻ lại cho tôi. Em đi, anh không nhận là chị Son bảo em chết không có chỗ chôn đó, anh nhận giùm em đi mà. Thôi được rồi, em cảm ơn. Dạ, em chào anh. Anh nhận được rau. Nhưng mà anh sẽ trả lại cho em. Chứ anh không có nhận được đâu. Em có mặc đâu. Anh gửi lại em gì? Nói chung là anh không có nhận được. Hay
hay là màu sắc thì trẻ trung, chất liệu thì co giãn. Em đã nghiên cứu kỹ phần dưới của anh rồi, chắc chắn là vừa. Hay là anh không thích mặc đồ bó, nó cộm quá hả? Vấn đề không phải là ở kích cỡ. Vấn đề là anh với em chưa có thân tới cái mức mà em tặng cái đồ bơ cho anh. Thì mình chuyển biến mối quan hệ thành thân mật đến mức đó. Son nè, thật sự là anh không có muốn làm cho em buồn. Anh cũng không có muốn em hiểu sai anh. Nhưng mà anh nghĩ cái mối quan hệ của anh với em không có thể phát triển hơn được đâu. Anh nói thiệt á, em đừng có hy vọng mà anh nữa. Vậy nghe. Này, đừng là đừng nào. Anh không biết gì à? Cây trồng trong chậu còn đập chậu lấy cây, chim nhốt trong lồng còn mở lồng cho chim chạy. Thời buổi công nghệ, robot còn yêu được nhau nữa là em với anh. Anh cứ yên tâm đi. Yên tâm gì? Thì yên tâm là em sẽ làm cho anh yêu em chết đi sống lại. Anh cứ chờ mà xem. Quá ta quá mất tín hiệu rồi, mất tín hiệu rồi, mất tín hiệu. Anh Đức. Anh Đức. Mở máy lên mau.